Dạ, xin chào ông bà, cô chú bác và anh chị. Trong video này em chia sẻ nhiều vấn đề chăm sóc cây mai để giúp cho anh chị chăm sóc tốt cây mai của anh chị. Thì bữa nay là cái ngày 28 tháng 10 âm lịch, còn 2 ngày nữa bước sang đầu tháng 11 lịch hả anh chị. Thì cái vấn đề thứ nhất anh chị quan tâm khá nhiều trong mấy ngày qua, anh chị bình luận hỏi em là giai đoạn này mình có nên xài kali đơn không? Đây là phân kali đơn này nghe anh chị. Và trường hợp nào mình nên xài nó và trường hợp nào không nên xài nó. Rồi có một số anh chị bình luận hỏi em là trong cái giai đoạn này mình xài canxi bo được chưa em? Vì vậy đầu video này em chia sẻ hai cái vấn đề này trước ha. Còn một số cái vấn đề nữa thì em chia sẻ gần cuối video ha. Anh chị hãy cố gắng xem hết video giùm em và hãy mạnh tay bấm tặng em một like nếu như em chia sẻ đúng ha. Thì dạ xin thưa anh chị, đây là phân kali đơn ha. Đây là phân kali đơn truyền thống này ha. Thì nó có hai loại ha anh chị. Một loại là cái dạng hạt, cái dạng miếng miếng to to như thế này. Và một loại thì nó rất là nhuyễn nhuyễn giống như là muối ớt vậy anh chị. Người ta gọi là phân kali đơn muối ớt á, thì nó có hai loại. Thì hai loại phân kali đơn này nè anh chị, xài loại nào cũng được. Ví dụ như chùa anh chị mua được loại này thì xài loại này, chùa anh chị mua không được loại này mà mua được cái loại kali muối ớt á thì anh chị xài cái loại đó, nó cũng giống hệt với nhau, anh chị không có khác. Trong giai đoạn tháng 9 á, cây mai nào của anh chị đi đọt cực mạnh, màu lá thì cực kỳ xanh tốt, anh chị nhìn vào những ngách lá anh chị chưa thấy có mầm kim, hoặc là cái trường hợp cây mai của anh chị đã có mầm kim rồi thì anh chị muốn cho cái mầm kim đó lên thành nụ gạo. Còn cây mai mà chưa có mầm kim, anh chị muốn cho nó phân hóa mầm hoa lên thành nụ kim á, thì anh chị lấy cái thằng kali đơn này nè kết hợp với cái thằng super lăng đơn hiệu Long Thành á, hai thằng này kết hợp lại sử dụng cho cái trường hợp mà em vừa nói á, cực kỳ là hiệu quả. Thì kali đơn này có chức vụ là làm chậm cái sự phát triển của bộ tàn, nghĩa là khi mình sử dụng nó thì bộ tàn cây mai mình nó sẽ không có đi đọt hoặc là ít đi đọt. Và kali đơn này có chức vụ là làm giảm cái màu xanh của lá, giúp cho lá mai mình nó khừ khừ, giúp cho lá mai mình nó mau già lá, nó mau lão hóa của cái lá mai anh chị, rồi giúp cho cành nhánh này nè mập cành mập cốt. Thì anh chị cũng hiểu rồi, khi cây mai mình chậm phát triển, lá giảm xanh tốt, nhánh thì mập, thì sao thì nó sẽ giúp cây mai đó phân hóa mầm hoa cực kỳ là hiệu quả. Còn cái trường hợp cây mai anh chị đã có nụ kim rồi thì nó sẽ giúp cho nụ kim của anh chị á lên thành nụ gạo như thế này nè, rất là hiệu quả. Còn mình sử dụng nó và super lăng đơn bao nhiêu lần á thì nó tùy theo cái cây mai của anh chị, nó tùy theo cái cơ địa thời tiết chỗ ở anh chị. Em nói ví dụ anh chị sử dụng lần thứ nhất thấy cây mai mình nụ kim nó đã lên thành nụ gạo rồi, còn mình sử dụng lần thứ nhất thấy nụ kim nó chưa lên thành nụ gạo thì tới cái cử mà mình sử dụng lần hai đó, tiếp tục sử dụng lần hai và có thể sử dụng luôn lần ba. Nói tóm lại là anh chị sử dụng nó và super lăng đơn á tối đa gì là từ 3 đến 4 lần thôi, mình sử dụng nó thường xuyên hoài á, mình sử dụng nó quá nhiều lần á thì có khả năng là lá mai của mình đó anh chị nó mau già, nó vàng lá và nó rụng. Cho nên anh chị sử dụng tới đâu là để ý nụ cây mai mình tới đó, thấy nó hiệu quả rồi thì có thể là ngưng, còn chưa hiệu quả thì có thể sử dụng lần 2 và lần 3 hoặc là lần 4. Cái gì cũng vậy, nó đều có một cái một con dao hai lưỡi trong đó, sử dụng thường xuyên hoài thì nó sẽ không có tốt. Còn trong cái giai đoạn tháng 10 này, trong giai đoạn tháng 10 này nè,
cây mai nào của anh chị nụ nó còn nhỏ giống như em nè, nụ nó còn nhỏ còn non giống như em nè, lá nó còn xanh tốt nè. Và anh chị quan sát cái bộ tàng cây mai mình, nếu như bộ tàng cây mai mình nó còn đi đọt chút ít đó, thì cái trường hợp này nè, anh chị sử dụng ca ly đơn này nè, chỉ sử dụng một mình nó thôi, chỉ sử dụng một mình nó cho cái trường hợp này nè, khá là hiệu quả. Anh chị lấy 1,5 gram hoặc là 2 gram cho một lít nước anh chị tưới. Bây giờ mình tưới một lần ha, rồi đến giữa tháng 11 hoặc là cuối tháng 11 mình tưới thêm lần thứ hai nữa, thì nó sẽ giúp cho cái nụ non này nè nó mau lớn và nó già đám. Còn trường hợp trong nhà anh chị có phân nuôi dưỡng nụ NPK 15-5-20 á, thì anh chị bón cho cái trường hợp này nó cũng rất là ngon. Cũng như cây mai này, ngày hôm qua em đã ra video thực hành bón cho tưới cho nó một cử 15-5-20 rồi. Em xin nhắc lại cái trường hợp này nè, nếu như trong nhà anh chị không có phân nuôi dưỡng nụ NPK 15-5-20, trong nhà anh chị có phân, chỉ có phân kali này thôi, thì anh chị sử dụng kali đơn này nè cho cái trường hợp này khá là hợp lý và logic. Bây giờ mình sử dụng một lần, rồi giữa tháng 11 hoặc là đến cuối tháng 11 mình sử dụng một lần nữa, thì nó sẽ giúp cho nụ mình lớn, lớn tới đâu là già dám tới đó. Thì mình sử dụng như vậy thì mình chỉ đợi tới ngày lạc lá thôi là hiệu quả rồi. Còn có 15-5-20 thì bón, còn không có 15-5-20 thì sử dụng kali này cho em ha. Đây là cái trường hợp mình sử dụng kali đơn được. Còn cái trường hợp này nè, đây anh chị coi cái lá mai này, lá nó bị cháy nè, thấy chưa, lá nó bị cháy nè. Rồi cái mai khúc thọ hương này, anh chị hãy quan sát cái màu lá nè, cái màu lá thì nó không có được xanh tốt. Nó tóm lại là vào cái giai đoạn này á, hơn 90% là lá mai nó đều già, nó đều xấu, nó già nó xấu nó mới cho ra cái màu bông đẹp. Thì cái trường hợp này và cái trường hợp này không cần sử dụng kali, chị nhớ giùm em ha, không cần sử dụng kali. Cây mai nào lá nó già nó xấu, có dấu hiệu bị hoàng lá hoặc là nó bị cháy lá giống như em vậy đó, thì không cần sử dụng kali. Lá nó già rồi thì màu sắc nó sẽ đẹp thôi à. Còn cái trường hợp nào mà lá nó quá xanh tốt thì anh chị sử dụng kali đơn nó được ha. Sử dụng bây giờ một lần, rồi giữa tháng 11 hoặc là cuối tháng 11 sử dụng lần nữa là nó sẽ ok. Rồi tiếp theo nữa là em chia sẻ về cái vấn đề sử dụng canxi bo này. Đây là canxi bo wing nè ha. Trái sáng bóng, đẹp màu, nặng ký, chống rụng hoa, trái non, chống nước trái, thối đít trái, lớn trái, nặng ký và tăng năng suất. Thì canxi bo này anh chị đã quá quen thuộc về nó rồi, thì nó có chức vụ là giúp cho cái màu bông nó đẹp. Kali đơn này cũng vậy, nó cũng giúp cho cái màu bông mình nó đẹp, rồi giúp cho nụ mai của mình không có bị thối nụ, rụng nụ, đen nụ. Thì canxi bo nó có chức vụ như vậy. Còn cái thời điểm để mà mình sử dụng canxi bo là trong này nó ghi cái thời điểm là trong cái giai đoạn là nuôi dưỡng trái, nuôi dưỡng nụ. Thì vào cái giai đoạn này cây mai mình nó đã lên nụ ngon hết rồi, cũng như là cái cây mai này của em nụ đã lên ngon rồi nè, nó còn non nụ, nó còn nhỏ nụ nè, thì cái trường hợp này mình sử dụng canxi bo vẫn là ok. Bởi vì trong giai đoạn này là trong giai đoạn nuôi dưỡng nụ, nó đã có trái có nụ rồi thì mình vẫn phun nó ngon lành. Còn cây mai nào của anh chị nó đã vô nụ nhiều, nụ đều trước đó rồi, anh chị chưa phun canxi bo thì vào giai đoạn này anh chị vẫn phun được thằng canxi bo này. Bây giờ anh chị phun cử nè, rồi giữa tháng 11 hoặc là cuối tháng 11 mình phun thêm cử thứ hai nữa, rồi mình đợi tới ngày lạc lá vậy thôi à, cũng đơn giản thôi. Còn về cách sử dụng như thế nào thì anh chị mua canxi bo về nhà, anh chị xem những hướng dẫn. Tất cả các loại phân thuốc anh chị mua về xem những hướng dẫn ha. Bởi vì mỗi một loại phân thuốc nó đều hướng dẫn cách sử dụng khác nhau. Em ở đây thì em xài thằng canxi bo này. Một hai ngày nữa em rảnh rồi em sẽ phun
pha phun để dưỡng nụ thực tế cho anh chị xem. Còn hiện tại giờ em mắc bận công việc, em chưa có phun được anh chị. Cho nên anh chị sử dụng Cansibo này cho cái trường hợp nào đã có mầm đã có nụ rồi thì anh chị phun được ha. Còn thằng Calidon đó thì cái cây mai nào mà lá nó già nó vàng rồi thì không được sử dụng. Sử dụng được cho cái trường hợp lá nó còn xanh, nụ nó còn non, còn nhỏ thì sử dụng được ha. Thì nãy giờ em hướng dẫn như vậy thì anh chị đã hiểu rồi. Tiếp theo nó là em chia sẻ một số cái vấn đề khác để giúp cây mai của anh chị nó cầm cự bộ lá từ đây đến cái ngày lạc lá. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là vào cái giai đoạn này, chỗ ở anh chị mà có mù sương vào buổi sáng á, thì anh chị uống cà phê về nhà, anh chị cầm cái vòi nước mua tưa giữa mù sương còn đọng trên lá ha. Tránh đi tình trạng là cái nụ mai mình nó bị đen nụ, rụng nụ và thối nụ. Rồi lá mai nó cũng hạn chế cái tình trạng là bị dĩ sắc thắng thư. Nó vì vậy anh chị phải chịu khó, phải giữa mùa sương vào buổi sáng. Còn về nước tưới thì cái giai đoạn này cây mai nào nụ nhiều nụ đều, bộ tàn lớn thì anh chị chịu khó tưới nước hàng ngày cho cây. Một ngày tưới bao nhiêu lần thì nó tùy theo cái cây mai của anh chị hút nước nhiều ít. Cây mai tàn lớn, thân lớn mà trồng trong chậu nó nhỏ thì trường hợp này nó hút nước rất là mạnh. Một ngày mình tưới nước 2 lần, tưới đậm ha. Thì mình duy trì cái lượng nước như vậy thì nó sẽ cầm cự được cái lá mai của mình, tránh đi tình trạng là lá nó già, nó vàng và nó rụng vào những cái tháng lạnh này. Còn về phun thuốc phòng bệnh thì mình vẫn phun. Phun thuốc phòng bệnh như là mình phun được cái thằng anh cho con phun được nè, Mancozet xanh phun được nè, rồi cái thằng Anvin mình phun được nè. Thì phun thuốc phòng bệnh nó sẽ giúp cho nụ mai mình nó không có bị đen nụ, rụng nụ và thối nụ anh chị. Phun thuốc sâu và bọ chỉ, nhện mình cũng vẫn phun. Thì mình mỗi thứ mình đều phun theo định kỳ hết anh chị. Còn cây mai nào của anh chị vào giai đoạn này nụ nó còn nhỏ mà nó đang đi đọt thì anh chị bấm chặn đọt giùm em nghe nè. Như mấy cây này em bấm chặn đọt rồi. Bấm chặn đọt rồi á thì khoảng 5-6 ngày sau nụ mai của anh chị nó lớn. Nó lớn có thấy luôn anh chị, lớn rất là lẹ. Bởi vì hiện tại giờ bước sang lạnh á thì cây mai mình nó làm giảm cái sự phát triển của cây lại rồi. Cho nên khi mình bấm chặn đọt rồi á thì nụ mai á, nụ nhỏ trong này nè, nó sẽ lớn rất là mau lẹ. Dạ rồi, video này em xin kết thúc tại đây ha. Em mà hướng dẫn như vậy thì anh chị đã hiểu rồi. Anh chị hãy mạnh tay bấm tặng em một like ha anh chị. Thì khi em làm xong video này rồi thì bắt đầu em sẽ tưới nước cho vườn mai của em.